Dạ anh trai, ngồi đi em. Dạ. Và xin mời bạn nữ. Dạ em xin chào Quyền Linh, chào em Nam Thư, bạn nữ kế bên và quý vị khán giả. Dạ em tên là Lê Hoài Thoại, em 30 tuổi, em làm sửa chữa điện thoại di động ở Củ Chi. Quê ở Củ Chi luôn hả Thoại? Dạ quê em ở Củ Chi luôn. Thoại 30 tuổi, sửa điện thoại ở Củ Chi. Đúng rồi. Rồi bây giờ mời bạn nữ. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia. Em tên là Trần Thị Thu Hương, năm nay em 23 tuổi, đến từ thành phố Buôn Ma Thuột. Em đang là dược sĩ. Em làm ở quận mấy? Dạ hiện tại em đang làm ở bên quận 8 anh ạ. Quận 8 đi Củ Chi chắc cũng hơi gần rồi nha. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi Thoại. Em rất là chú tâm cho công việc. Rồi khuyết điểm là gì? Ít nói, với lại em không có giỏi giao tiếp lắm. À, nhút nhát thôi đúng không? Rồi sửa điện thoại, người ta vô ta sửa, không có nói cái lo sửa điện thoại không hả? Dạ, em chỉ nhận rồi em sửa thôi. Em sửa giùm anh cái điện thoại coi. Thoại này giờ gọi không được, mất màn hình luôn, vô internet không được luôn. Trời ơi, dạ. Nghĩ sao người ta sửa điện thoại thông minh, anh đưa cái điện thoại đó ra sao sửa được anh Linh? Tịnh cài internet vô. Cài internet vô, anh niềm tin dữ quá. Vậy còn Hương, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em cũng rất là nhút nhát, cũng rất là ít nói, cũng hơi cứng đầu. Em nhận định em cũng hơi một đứa hơi vô tâm một xíu. Em rất thích đi hát và giao lưu với mọi người. Hát giao lưu liền em. Anh đã đi hơn 1/3 quãng đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân buông lơi nghỉ ngơi, do em khó hay là đời khó em ơi. Muốn nói cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức, về bao câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh đã yêu em người ơi. Hay quá. Bài này một bài hit của anh Trịnh Thăng Bình đúng không? Trời ơi. Đúng rồi. Hay quá, không phá hit của anh Bình, hát hay quá. Dược sĩ mà hát hay nữa về chết rồi người em. Luôn á. Bên đàn gái ta hát vậy, bên đàn trai. Hát em. Hát đáp giao lưu liền. Luôn. Nào. Từng hạt mưa lung linh xôn xao, để mong mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình mình dạt dào. Phố xa thêm tan gian này về, mơ lúc phải kể. Vẫn thấy đôi mắt tình yêu vẫn đam mê. Nhẹ nhàng rũ trên mưa ngâu, lung linh cơn mưa lâu. Mưa reo mãi làm gì do sầu. Hỡi trái tim cô đơn lạc lối, hãy ngước mặt cười. Để thấy quanh ta tình yêu vẫn có đôi. Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời. Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Người yêu hỡi em biết không, vẫn say đắm trong lòng. Dù thời gian trôi qua, tình vẫn trao người thiết tha. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ anh. Đúng rồi. Anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng màn bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn. Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Hai. Yeah. Mạnh mẽ lên em ha. Dạ. Mình nếu mình chuyển cái đó thành anh với em thì mình sẽ hát mạnh mẽ hơn nữa. Được không? Sáng sủa. Chị Năm ơi. Đẹp trai. Chào em. Hơi nhút nhát. Nhìn mặt là thấy vui rồi đó. Dạ. Em có đang giận ai không? À, tại vì em hồi hộp quá. Hồi hộp hả? Dạ. Thoải mái lên, có anh bên cạnh nè, thoải mái lên. Mặt thấy cưng dễ sợ. Nhỏ lớn ra đường có ai nói mặt mình buồn không? Ừ, dạ có. Có hả? Mà dạ. Tức là bây giờ đang vui, đang buồn hay đang bình thường? Dạ tại vì mặt em nó vậy. Lúc đấy. Nào nó cũng vậy. Mấy người này là không có đi khai trương được. Thấy không? Đúng dạ. Gương mặt khó đi khai trương lắm, ta phải tới sau thôi. Đúng rồi, nhưng mà Tết đó rồi vậy đó. Bây giờ em mới về nhà anh chỉ em nè. Em về nhà em để cái gương trước mặt á, em nhìn vô cái gương nè. Không có ai em đóng cửa hết trơn. Nếu em nhát đóng cửa hết. Em làm như thế hoài á, cái cơ mặt á nó sẽ vận động, nó sẽ thay đổi để nó có nhiều cảm xúc trên gương mặt. Hay em trai nghe lời anh đi. Dạ. Hồi đó cái mặt anh thấy gớm luôn, cái mặt anh. Sau đó anh soi gương. Hồi đó dưới quê mà nhút nhát lắm.
sau đó lên mình soi gương mình làm vậy hoài đó, làm hoài cái mặt mình nó cơ mặt nó thay đổi và tự nhiên cái mặt nó sáng lên liền, chứ đẹp trai lắm chứ bộ. Yeah. Trời ơi sáng trưng, trời cũng hot boy lắm, đừng có giỡn. Cái này tôi tút lại nửa tiếng hồ tôi bảo đảm ấy, nhìn không thua gì Sơn Tùng MTV. Trời ơi, mặt Hàn Quốc ha, mắt một miếng. Thoại, giờ mình đối thoại với chị nè. Thoại, có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì trước giờ em cũng chưa có mối tình hết. Em cũng có đơn phương một hai người nhưng mà cũng chưa có nói ra. Trời ơi, bây giờ là dạy như là để ý mà đơn phương ai hoặc là thích ai người ta sẽ gọi là từng từ crush á. Mình crush dạ. Người đó, đúng không? Dạ. Chưa trải qua mối tình nào luôn, chưa yêu ai đúng luôn rồi. Hả? Dạ chưa. Tội nghiệp nhỏ không? Trời ơi, Hương, vậy còn Hương, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chưa có. Hiện tại em có quen một hai người nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi. Sau đó thấy hai bên không hợp nên là tụi em không có đi tiếp nữa. Có nắm tay chưa? Dạ có. Có hôn chưa? Vậy chưa? Chưa, thấy chưa? Vậy chưa phải là tình yêu. Nắm tay ai chưa? Thời đi học cũng có nắm tay với bạn nữ. Nắm tay bạn nữ chơi kéo co rồi vậy hả? Dạ. Nắm tay bạn nữ thấy cảm giác sao? Dạ đó là chỉ là bạn thôi. Cái đó mình không tính nha. Dạ. Ê chà, tình trường là chưa có gì như trang những như người trang. Còn sót lại Sài Gòn chưa yêu. Được. Dễ thương trong trắng ngây thơ. Thời đến qua anh coi đàn gái sao mà. Dạ. Đàn trai hiền khô. Ô chào em gái. Dạ chào anh. Mở kiến ra thử xem nào. Trời ơi chớp mắt. Tao nói chớp một cái tao nói nó tắt đèn luôn ơi. Mắt rất là xinh nha. Ôi, dạ, mắt xinh dữ vậy. Mắt sáng lắm luôn á. Dạ. Em mở kính ra em xinh gấp 10 lần khi đeo kính. Mà đeo kính phải chọn cái kính nào nó hợp nó còn xinh hơn nữa. Dạ. Trời đàn trai thấy là chịu rồi đó. Dạ. Nhưng mà bên đây hiền quá à. Hai đứa hiền nữa nhút nhát nữa rồi giờ ai nói chuyện với ai rồi? Một cái người trụ cột trong gia đình nếu mà hiền quá em thấy như sao? Đôi lúc cũng phải mạnh mẽ lên đó. Đúng rồi. Phải mạnh mẽ lên nha, đừng có hiền quá. Em không thích điều gì ở đàn ông? Không có được gia trưởng. À. Này mà gia trưởng cái gì? Này chỉ có sợ vợ thôi. Nó hiền quá. Chắc chắn hiền hơn bên đàn gái. À, dạ. Nhát hơn đàn gái. Nhưng mà cặp này em thấy được cái nha, hợp rất hợp lý luôn. Đàn trai chịu đàn gái đó nha. Được đó. Dạ. Vậy còn bên Thoại, em thích một mẫu người con gái như thế nào? Không cần cao lắm đâu. Nhỏ nhắn, dễ thương được là chị. Được. Cái này em dư đáp ứng được luôn. Đàn gái dư xăng, dư sức. Da trắng, da đen gì có không? Tiêu chuẩn gì không? Dạ không, em chỉ cần lịch sự, lễ phép với lại người lớn là được rồi. Trời ơi, con gái thì ai cũng lễ phép, quan trọng là mình như thế nào thôi. Thoại, có tật xấu gì không? Khai thiệt. Em ngủ cũng nhiều lắm. Mấy ngày nghỉ là em ngủ nguyên ngày luôn. Thích ngủ đúng không? Dạ. Ngủ rồi có ngáy không? Dạ không. Ngủ rồi có đạp không? Dạ không. Ngủ rồi có lăn không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Ngủ im, nằm im cục vậy hả? Dạ. Còn gì nữa không? Khai thiệt nha, khai thiệt nha. Dạ không, em không có cà phê hay là ăn nhậu gì hết. Giỏi. Rồi em có tật xấu gì không? Kể chị nghe luôn. Dạ, tật xấu của em thấy em ham ăn. Ham ăn nó khác thích ăn. Ham ăn gọi là ham ăn là dành của người khác ăn. Còn thích ăn là mình mua càng nhiều đồ ăn càng tốt. Thích ăn là rất là mình rất thích rất nhiều đồ ăn. Còn ham ăn là cái gì cũng ăn. Dạ cái gì cũng ăn và anh cái gì? Ăn nhiều luôn. Dạ thường em đi với đám bạn của em thì em rất là chân thành là em là đứa ăn sau cùng. À đôi đũa vàng là em á đúng không? Dạ. Cái đó là thích ăn thôi. Em dạ. Thích ăn không? Dạ cũng thích chị. Em cũng có biết nấu ăn nữa. Rồi biết nấu ăn luôn giỏi nhở. Dạ. Nấu món gì? Dạ canh rồi xào rồi nấu gì em cũng làm được hết. Rồi bây giờ em là đang sống ở Củ Chi. Dạ, là em sống Chi. Với ai? Dạ em sống với là ông bà ngoại. Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ 70 mấy tuổi rồi. À rồi ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ em đã mất từ sớm. Sống với bà ngoại từ nhỏ luôn hả? Dạ. Vậy là em cũng không có anh chị em gì hết hả Thoại? Dạ em cũng có một người em. Nhưng mà cũng đã bị tai nạn giao thông mất cách đây 3-4 năm rồi.
Chị buồn với em điều đó ha? À, dạ không sao. Rồi bà ngoại làm gì Thoại? Dạ ông bà ngoại hiện giờ thì đang buôn bán với là cô dì ở bên Bình Dương. Dạ. Là nuôi em từ nhỏ tới lớn luôn. Em ở với ông bà ngoại. Dạ em ở với ông bà ngoại từ nhỏ. Tội nghiệp ông bà quá nha. Thương quá. À, thương quá. Tức là một mình tự lập rất sớm. Vậy là chắc chắn là ông bà ngoại cũng hết sức là mong em sẽ có một gia đình ổn định đúng không? Dạ. Chị cũng mong hôm nay em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của em. Rồi, bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân xem ý kiến như thế nào nha. Thoại đi với ai Thoại? Dạ, bữa nay em đi với lại hai dì của em. Dạ, có dì Út và dì Năm. Rồi, xin chào bên đàn trai. Dạ. Em là dì Út của cháu Hoài Thoại. Thì nói chung là cháu ở nhà thì từ nhỏ giờ ở với ông bà rất là hiền và dễ thương. Cháu rất là siêng năng. Cô gái bên đây thì Út thấy rất là dễ thương, hiền và xinh xắn. À, nếu mà được thì hai đứa cho nhau cơ hội bấm nút để mình tiến xa hơn nữa. Dạ. Xin cảm ơn chương trình. Trời, còn dạ. Chị kế bên là dì luôn hả? Dì Năm nói vài câu đi dì Năm. Nãy sao dì Năm khóc vậy? Tại thấy Thoại đi không có mẹ thương. Có gì hay gì không mà thấy tội nghiệp. Dì có mong muốn điều gì cho Thoại cho cháu không? Mong muốn cho nó gặp bạn gái cho nó kết hôn để nó có gia đình cũng mừng cho nó. Thoại nó ngoan không dì? Ngoan. Nó có dắt ai về chưa? Chưa. Dễ gì nắm tay nó còn không dám mà. Dạ, hy vọng rằng với sự ủng hộ hỗ trợ của hai dì á thì Thoại sẽ cố gắng để làm lụng để phát triển ha. À, mấy đứa trẻ giờ nó cũng giỏi lắm. Nó sẽ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nó năng động sáng tạo nữa. Rồi thấy nãy dì ngồi dì cứ quệt nước mắt hoài à. Dì là thương Thoại dữ lắm luôn ha. Dạ. Rồi cảm ơn hai dì nha. À, em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với bác gái, chị gái và các bạn của em. Dạ em xin chào gia đình của Hương. Rồi. Chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Hai MC vui tính, dễ thương. Vâng. Thì trước hết thì cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các cháu có cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thì cháu Hương ấy thì sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột, trong gia đình hai ba mẹ đều là giáo viên. Dạ. Nên là cháu cũng được dạy dỗ ngoan hiền lễ phép. Dạ. Chứ khi nãy nói cái gì vô tâm cái gì thì tôi thấy là cháu dùng từ sai đấy. Chứ còn thực ra cháu rất ngoan lễ phép. Tôi ở dưới Sài Gòn này thì cháu ở với tôi rất biết lễ phép, kính trên nhường dưới. Đấy là đối với cháu Hương. Còn cháu Thoại bên này thì tôi thấy cháu rất là hiền, dễ thương, chân thành. Cũng rất là mong thì thông qua cái chương trình này thì hai cháu tạo cơ hội cho nhau. Mình gặp nhau, mình tìm hiểu thêm, có cái tình cảm yêu thương, chia sẻ, đồng cảm. Thì có thể các cháu sẽ tiến tới xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn nàng gái nhiều. Dạ. Chắc là bé nói chuyện mình vô tư nhưng nói nhầm vô tâm. Nãy Quỳnh Linh nhìn mặt thì rất là phúc hậu luôn, dễ thương. Rồi bây giờ là chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Cố lên nha Thoại, cố lên. Dạ. Bây giờ mình gặp bên đàn gái mình mạnh mẽ lên nha. Có anh Quỳnh Linh ủng hộ đây, đừng có lo gì hết. Kéo rào. Rồi, không gian này là của các bạn. Em lớn lên Thoại. Dạ em cảm ơn anh. Anh hy vọng là sẽ được hát cho em nghe hàng đêm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà gửi cho anh. Dạ chợ xương rồng. Nếu mà hai mình đi đến thành đôi á thì cái cây xương rồng này tượng trưng cho là anh sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Còn anh có thấy cái cây nấm lùn ở đây không? Thì nó giống như em sẽ luôn ở bên anh, giúp đỡ anh. Anh cảm ơn em. Đây đây, món quà này là tai nghe đúng không? Dạ. Ủa cái này xài làm sao Thoại? Dạ để em đeo cho bạn nữ. Đeo cho bạn nữ đi đó. Ủa chứ không phải là cái này đeo lên tai hả anh? Dạ cái này thì mình để mình nghe nhạc sao á. Ta hỏi nó hồ dạ không? Dễ thương đeo quá. Đeo là đeo lên đây đúng không? Còn hơn bây giờ đeo này là để mấy mốt nghe nhạc sao hả? Dạ. Rồi. Sao rung dữ vậy? Rung không? Dạ rung không? Rung. Rung phải không? Dạ. Nắm tay thử nắm bạn. Nắm tay cái hết rung. Nắm đi nắm thử coi, hai đứa nắm thử coi. Hai đứa nắm tay chứ nắm tay gì?
nắm tay chứ phải bắt tay gì. Ừ đó. Đây 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 đây. Okay. Họ hỏi bạn gái có sửa điện thoại không? Điện thoại có hư gì không? Có hư gì là anh sửa cho em. Dạ. Rồi về chỗ dễ thương quá. Ngồi đi điện thoại. Thấy chưa hiền không? Dạ hiền. Đàn trai hiền lắm luôn á. Rồi bây giờ nè, hai đứa đó trò chuyện với nhau đi. Mình cảm giác coi, lần đầu tiên hai con người chưa bao giờ biết nhau, gặp nhau nói chuyện tình yêu với nhau thế nào. Rồi bắt đầu. Anh cảm thấy em giống như những gì anh tưởng tượng. Lúc vừa nãy anh tưởng tượng em là như thế nào? Anh tưởng tượng em là một người nhỏ nhỏ, dễ thương. Kéo rèm ra anh cũng hơi bất ngờ. Anh không ngờ là giống như vậy. Giống với cái sự tưởng tượng của anh như thế này. Dạ. Thành em thì em xin lỗi như vậy, em có tưởng tượng là bên anh sẽ là làn da trắng ấy. Nhưng mà không sao, em cũng rất là yêu thích cái làn da ngăm của anh. Anh muốn hỏi là một tháng thì em có thể rảnh được bao nhiêu lần? Hỏi một tuần chứ sao hỏi một tháng. Thường em sẽ rảnh thời gian là cuối tuần, ngày thứ bảy với chủ nhật. Nếu mà hai đứa quen nhau thì em cũng muốn anh bớt chút thời gian ngủ và đi ra đường dạo chơi với em. Em có ngại đường quãng đường xa từ Củ Chi xuống bên quận 4 không anh? Không, anh không có ngại. Dạ, hiểu. Quan điểm tình yêu hôn nhân của hai đứa là gì? Nếu mà đã kết hôn thì sao? Kinh tế mình sẽ tính toán như thế nào? Thoại có quỷ đen không? Đồ. Dạ tất nhiên là không rồi. Kết hôn rồi thì kinh tế sẽ cho dễ giữ. Em chỉ ở đợi suốt đời thôi. Thương quá à. Dễ thương quá à. Một chàng trai hết sức là tình cảm. Chị nhìn em chị rất là xúc động luôn á. Bởi vì chị biết em rất là thiếu thốn tình cảm. Và chị thấy Hương, cảm giác chị ngồi kế bên Hương, chị cảm thấy Hương rất là ấm áp. Hy vọng là hai đứa sẽ bấm nút cho nhau cơ hội nha. Thoại hỏi coi nữa về em thích sinh con trai hay con gái. Đúng rồi. Em thích sinh con trai hay con gái. Anh thì anh không quan trọng cái chuyện trai gái đâu. Anh nghĩ con nào là cũng mình cũng thương hết. Dạ thì cái chuyện sinh con trai con gái theo em thì chủ yếu là do bên đàn ông là theo cái em đi học hay vậy. Nhưng mà muốn thì em vẫn muốn có một đứa con trai, có một đứa con gái. Nếu mà có gái không thì chuyện đó cũng không quan trọng, đó là con đều là con của mình. Anh hy vọng là anh có thể dùng cái khoảng thời gian còn sau này để chăm sóc được cho em. Nó dồn nén bao nhiêu năm mới nói được câu đó. Bây giờ nè, Thoại thấy tim mình có khác thường chưa? Dạ, em rất rung. Rất rung đúng không? Tim có cảm thấy rung rinh trước bạn gái không? Dạ có. Có hả? Còn em thì sao hả Hương? Dạ em đang bị đốn tim bởi những câu nói của anh. Trời ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Chúng ta chỉ quyết định trong 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng Thoại. Chúc mừng em, chúc mừng em, chúc mừng Thoại. Vui lên nè, vui lên, vui lên, vui lên, lên. Cưng quá. Nắm tay bạn gái nắm đi. Nắm tay đi. Rồi hãy đứa quay ra đây. Bây giờ Thoại phải nói một điều gì đó với gia đình bên đàn gái, gia đình của Hương nha. Dạ con xin phép dì cho con có cơ hội để đến được với Hương. Con hứa dì là con sẽ chăm sóc cho Hương. Mốt nhớ dì nhớ đem điện thoại cho con sửa giùm. Dì Năm khóc nữa kìa, thấy thương quá. Dì Năm khóc kìa, nói với dì gì đi. Dạ cảm ơn dì Năm dì Dốt đã tiếp theo con tham gia chương trình hôm nay. Nè Thoại với lại Hương, hai đứa dễ thương lắm luôn á. Dạ. Thật sự là cái sự có mặt của hai đứa ở đây á, nó làm cho chúng tôi tin hơn rất là nhiều. Hạnh phúc đang ở đâu đó rất gần với chúng ta. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây và anh Quỳnh Lê biết rằng cả khán giả đang xem truyền hình đang rất ủng hộ hai bạn. Bởi vì hai trái tim này
rất là dễ thương luôn. Một người là dược sĩ, một người sửa điện thoại, có mặt bằng nào đó, một bên sửa điện thoại, một bên là bán thuốc. Hợp lý quá trời. Rất hợp lý. Và tuổi trẻ bây giờ rất là giỏi, cố gắng lên các bạn nha. Mong rằng một ngày nào đó sớm nhất, anh Quyền Linh, chị Nam Thư sẽ nhận được tin vui của các bạn. Và anh Quyền Linh với chị Nam Thư hứa rằng nếu các bạn làm đám cưới, chị đi đó nha, chị đi đó. Anh Quyền Linh và chị Nam Thư sẽ đi. Anh chị đi. Nào hứa với chúng tôi đi. Hứa đi nào để chúng ta để tay vào. Nào, cố gắng lên các bạn trẻ nha. Cố gắng. Chúng tôi nha. Tin vào điều đó, với ánh mắt các bạn, tôi tin vào những tình yêu rất là chân thật. Chúc mừng các bạn. Hoàng Anh. Chưa. Gì nữa? Chưa hôn. Đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên. Thoại chưa bao giờ hôn và Hương cũng chưa bao giờ. Nụ hôn đầu tiên, đầu đời, nụ hôn đáng nhớ, nụ hôn lịch sử tình yêu của hai đứa. Hôn cho dì Năm, dì Sáu sướng cái coi. Dạ, con xin phép dì cho con cho con hôn em Hương một cái. Ừ. Biết hôn không? Dạ. Biết không? Dạ, dạ biết. Biết không? Hôn Hương, mẹ vô. Đó. Để nguyên, để nguyên chưa? Chưa. Chưa gì hết. Bên má bên kia. Để nguyên, để nguyên, để nguyên, để yên, để nguyên chưa? Y Nguyên chụp tấm hình lưu niệm, bở cái tay ra. Chụp tấm hình mạnh vô, phun hít vô, hít vô. Rồi, cảm ơn anh. Dễ thương quá à. Thấy sao? Dạ, thơm anh. Thơm. Thơm. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, em tên gì? Dạ, em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À, rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm tại xưởng sản xuất của em, là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bỏ sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bỏ sỉ thì túi thì cái 200 mấy 100. Còn ví thì cái 100 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Quê Quảng Bình, vào đây lâu chưa? Em vào đây từ hồi 12 tuổi. Ừ. Vào với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học một nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Em mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Ờ, giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi hả? À đâu, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là chắc ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường có tháng thì 20-20. Ừ. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, thì đang cố gắng. Ừ. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì đầu tư vốn đầu tư nó cao. Ừ. Nên là đang để vốn để đầu tư lô hàng lớn hơn. Ừ. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không hay là bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. À. Rồi, điểm mạnh yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là... Trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng nè. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cấu nhân viên với là người kia, nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cấu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cấu hả? Dạ. Yeah.
Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Ừ, hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe một đoạn xem nào. Hát bằng gì? Bài gì cũng được, bài tủ đi. Tình trường của em thì sao Phương? Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường mấy mối tình rồi? Trong này chị có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này. Tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có, chưa, kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Rồi chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đâu rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em cần cung cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Ừ. Và bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Ừ. Rồi sao mà không rồi được mấy năm sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Rồi sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con là đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi qua mối tình đó anh có quen ai không? Sau đó em ở đây 1.5 năm thì sau đó em có quen một người cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á, thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả hay sao? Dạ, hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì phải nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ, em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có, những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, cái là được rồi chứ không cần ngoại hình nữa. Thì không mập lắm, chỉ có ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm.
mất 68 mà có 50 kg là quá ốm rồi đúng không? Dạ. Ừ. Rồi tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Ừ. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn thì 2-3 tuổi thôi. Ừ. Nhưng mà lớn tuổi quá thì lớn quá gia đình trợ lên phản đối đúng không? Dạ. Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được. Ừ. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy. Thôi tức là không ghen, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm, nhưng mà nói chung là đi đừng có ghen. Ừ. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Ừ, cảm ơn em. Ngồi đi. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào mấy em. Dạ. Tên gì em? Nguyễn Như Nhãn. Nhãn hả? Dạ. Ừ. Dấu hỏi luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi, hello Nhãn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này. Công việc quê quán của em thì sao? Công việc đang làm công ty lâm ở Quế Ngắt, Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Di. Công ty nào làm đấy gì em? Làm ngay đôi dép á. Sản xuất dép hả? Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy cái dép. Công ép đế. Ép đế, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. À, công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái dép. Ờ. À, còn đoạn cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi, rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Dạ. Ừ. Thu nhập ổn định không em? Tháng 1 triệu đó. Ừ. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống hơi gần luôn. Ờ. À. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. À. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Nhãn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ chứ đâu có đi tính đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Thoại là ngủ lấy đâu cái bạn gái thì chờ giao lưu với bạn bè nên không biết sao nên cho nên mày ai đăng ký vào tham gia chương trình này? Tự đăng ký tại nào đàm buồn nghe nhà rồi bấm điện thoại rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái thì mình phải dành bạn gái đi chơi, còn mình không có mình nên ở nhà thì cũng ở mình nên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái là sao anh không tha không cô? Trong công ty đó người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đâu rồi nên không tha thấy không hợp. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không được. Ừ, tại sao không được? Liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói tiêu, còn người ta ghét mình, người ta nói ra cho người đó, rồi người ta kiếm mâu thuẫn nhau nên không hợp. Ừ, mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trăm ca chọc vô rồi đó. Ừ. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu, mặt tốt, ngọt nào là không tốt, người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không thể thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm, nhược điểm của anh là gì? Chị về ưu điểm. Cái đó thì được không? Cũng đâu có ưu điểm gì cái gì đâu. Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể hát họ không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Làm gì rồi chứ đâu không có ít, có ca hát mà cũng ít.
Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà, không ngon gì mấy. Anh có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chợ người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mà mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Hiếu tự tin vậy à? Rồi ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm, những cái điểm yếu của mình? Rất nhẹ dạ tin người. Rất nhẹ dạ tin người. Rồi có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Bị rồi, cho nên mới bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ nào. Lừa gì anh? Thì bạn bè quan hệ qua lại, giao thiệp qua lại đó, rồi mình tiền bạc rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Mượn tiền là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta, xong anh cho người ta mượn tiền. Hai ba người luôn mà không rút kinh nghiệm luôn, xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Xong. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đó cũng nhiều, có ngon một hai triệu bạc chín triệu mà. Người ta một hai người thôi, này ba người luôn. Đó là nhẹ dạ như tin người rồi cho nên lúc không kinh nghiệm được. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi cho nên nghiêm kiếm người nào là nếu mà người ta thấy thích mình hợp với mình thì cứ việc tiến tới. Ai biết anh ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Lớn anh cũng được luôn. Một hai tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc ghi hình ấy, mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có cái năng khiếu tài lẻ hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ. Mình lên để nó thay đổi không khí, tôi giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn mặt em thì cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều. Mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không phải nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi ok, cảm ơn em nha. Dạ rồi, anh trả bản thân.